người đàn ông cao không đối thủ, một mình ôm hai danh hiệu chẳng phần cho ai, hay võ sĩ mang biệt danh kỳ quan thứ 8 thế giới. Ông Hoàng trong làng lười tập luyện nhưng hễ lên đấu là nắm chắc phần thắng, muốn thua cũng khó. Cứ tưởng người khổng lồ chỉ có trên phim ảnh, nhưng ai ngờ ngoài đời thật, hàng nguyên tem nguyên mác vẫn hiện diện trên thế giới. Họ là ai? Họ có gì đặc biệt ngoài vóc dáng? Thì hãy cùng chúng mình vào xem ngay và luôn nhé! Người đàn ông một mình ôm hai kỷ lục. Anh chàng Sultan Kosem sinh năm 1983, người Thổ Nhĩ Kỳ, vừa được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người cao nhất hành tinh với 2m48. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi vua của Bảo Hỷ Thuận, người Trung Quốc với chiều cao 2m36 đã bị lật đổ. Tốc độ gia tăng chiều cao của Kosem bắt đầu nhanh đến chóng mặt khi anh 10 tuổi. Ở nhà, Kosem phải ngủ trên chiếc giường dài 3m, còn giày dép quần áo thì cứ phải gọi là phải đặt thợ làm. Không chỉ được công nhận là người cao nhất hành tinh, Kosem cũng nắm giữ kỷ lục người có bàn tay và bàn chân lớn nhất thế giới với kích thước lần lượt là 27,5cm và 36,5cm, trong khi cỡ giày là 44. Thế còn size giày dép của các bạn là bao nhiêu? Hãy chia sẻ xuống bên dưới cho Top 10 Huyền Bí và mọi người cùng biết với nhé! Sultan cũng rất khoái chơi bóng rổ, tuy nhiên do quá cao nên anh gặp khó khăn khi di chuyển. Thậm chí anh phải dùng gậy thì mới đứng vững được. Còn khi đứng thẳng, anh xuống sức rất nhanh. Song anh còn được gọi là gã khổng lồ cô đơn bởi giấc mơ lớn nhất trước đây là cưới vợ và có con. Anh hy vọng sau khi nổi tiếng, anh sẽ được nhiều cô gái làm quen hơn. Tất nhiên là sau đó, vào tháng 10 năm 2013, anh đã có được vợ. Đối tượng là Merve Dibo, cao 1m75 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giờ đã đường ai nấy đi. Trong bức ảnh, Sultan Kosem và người tí hon He Ping Ping đứng cạnh nhau khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Đối thủ đáng gờm của Sultan Kosem là người đàn ông Ukraine Leonid Stanik. Stanik được cho là cao hơn Kosem cả 10,5cm, nhưng không được trao danh hiệu người cao nhất hành tinh vì anh từ chối để các nhân viên của tổ chức sách kỷ lục thế giới Guinness đo chiều cao vì cảm thấy mệt mỏi khi trở thành người của công chúng. Elisani da Cruz Silva, người phụ nữ cao 2m07 đến từ Brazil, có chiều cao còn hơn cả chàng cầu thủ cao kèo Peter Crouch nổi tiếng của nước Anh. Chính việc phát triển chiều cao quá nhanh này đã khiến cho các chi và các khớp của cô bị đau đớn. Trước đây, gia đình cô đã phải nhờ tới các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên và chiều cao của cô giảm được 2cm. Tuy nhiên, Elisani vẫn không thể đứng vừa xe buýt tới trường. Trong khi các bạn ngồi xe buýt, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, thì Elisani không biết đi gì để đi học. Kể ra thì cũng có một sự bất tiện không hề nhẹ ở đây các bạn nhở. Không chỉ sở hữu chiều cao khủng, cô gái người Brazil này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình cổ tích với anh Francinando da Silva Cavanho sinh năm 1990, thấp hơn cô 40cm. Năm 2013, cô công khai yêu Cavanho lên mạng xã hội. Cặp đôi đũa lệch về chiều cao nhanh chóng thu hút sự tò mò của dư luận. Chàng công nhân xây dựng này cho biết, dù mỗi lần hôn bạn gái, anh phải dướn người, ngước cổ và kiễng cả hai chân, nhưng điều đó không hề tạo ra khoảng cách trong tình yêu của họ. Võ sĩ khổng lồ mang biệt danh kỳ quan thế giới. Võ sĩ đô vật André René Rosimov ở Pháp sở hữu cơ thể khủng không đối thủ cùng sức mạnh chúa trời ban tặng. Với chiều cao 2,24m, cân nặng là 240kg, André được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Suốt sự nghiệp thi đấu, ông dễ dàng chiến thắng trên sàn đấu vật. Ngay từ nhỏ, ông đã khiến hàng xóm tò mò về bề ngoài kỳ lạ. Đến tuổi 12, André cao hơn 1,9m và nặng 91kg. 19 tuổi thì cao 2m1 và nặng 200kg. Trưởng thành, André gia nhập làng đô vật. Ông nhanh chóng gây ấn tượng bởi vóc dáng cùng sức mạnh vượt trội. Dần dần, ông đã trở thành đô vật được trả lương cao nhất là 2,8 triệu USD một năm, tức là gần 66 tỷ đồng. Rosimov được xác định đã mắc hội chứng người khổng lồ xảy ra khi một khối u trong tuyến yên khiến nó tiết ra dư thừa hormone tăng trưởng. Ngón tay thì cũng không phải dạng vừa. Ông ấy đã đeo một chiếc vòng tay chỉ để làm nhẫn ở ngón cái. Khi tháo nó ra, một tờ đô la có thể xuyên qua chiếc nhẫn ấy mà không cần phải bị uốn cong lại. Khi Rosimov nhấn các ngón tay khác của mình trên một cây đàn piano, mỗi ngón tay của ông ấy lúc nào cũng phải đè xuống đến 3 phím. Nhiều thước phim cho thấy André khổng lồ dễ dàng nâng tạ 90kg và nhấc bổng hai võ sĩ nặng 90kg như em bé. Trái ngược với các đồng nghiệp, ông rất ít tới phòng gym. Chúa tể lười rèn luyện nhưng sinh ra đã khỏe rồi, muốn yếu cũng khó. Ngoài căn bệnh quái ác phát triển quá cỡ, André còn bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.
Ông cảm thấy bản thân bị đối xử chẳng khác nào quái nhân trong rạp xiếc và phải đấu vật trung bình 300 ngày mỗi năm. Chán nản, Andre tìm đến bia rượu. Đồng nghiệp khẳng định đã chứng kiến đàn anh uống 106 cốc bia cùng một lúc. Ngày 27 tháng 1 năm 1993, Andre đã qua đời vì lên cơn đau tim. Một phần do thói quen từ chối chăm sóc y tế đã dẫn đến cái chết ở tuổi 46 của võ sĩ đô vật huyền thoại. Cuộc sống đặc biệt của cô gái cao 2,15m. Rumeysa Genghi sinh năm 1997, 25 tuổi, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, sở hữu chiều cao vượt trội 2,15m cùng bao khó khăn đằng sau sự nổi tiếng. Từ khi sinh ra, Rumeysa Genghi đã mắc phải hội chứng hiếm gặp gây ra sự tăng trưởng nhanh, chỉ ảnh hưởng đến khoảng 50 người trên thế giới mà thôi. Đến khi 6 tuổi, Rumeysa đã phát triển chiều cao như thời tới cản không nổi, đạt khoảng 1,72m. Từ khi còn bé, cô đã muốn đặt chân lên những bãi biển đầy cát vàng ở California hay là ngắm nhìn cực quang ở Iceland. Mãi cho đến tháng 11 năm 2022, giấc mơ của Rumeysa mới trở thành hiện thực. Lần đầu tiên cô có trải nghiệm đi máy bay trên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines. Do căn bệnh hiếm gặp, cô gái trẻ bị cong cột sống và gặp các vấn đề về khớp và cơ. Điều này khiến cô không thể ngồi lâu hơn 2 giờ đồng hồ. Sau đó cô phải nằm xuống và nghỉ ngơi. Vì vậy, để cô gái cao 2,15m nằm thoải mái trên khoang hành khách trong hành trình kéo dài 13 giờ đồng hồ, hãng hàng không đã thiết kế một chiếc giường đặc biệt. Họ phải bỏ đi 6 chiếc ghế hạng phổ thông để cô gái trẻ nằm trên đó trong suốt chuyến bay. Rumeysa Genghi từng chia sẻ rằng bản thân bị bắt nạt vì sự khác biệt. Khuôn mặt cô trông cũng khác xa hơn những người bình thường. Nhưng nhờ sự ủng hộ từ gia đình, cô gái đã vượt qua khó khăn, vượt lên trong cuộc sống và hy vọng mọi người sẽ hiểu thêm và đối xử tốt với những người khác biệt xung quanh mình. Đến đây thì các bạn có phát hiện ra điều gì đặc biệt không? Đó là nam nữ cao nhất còn sống đều thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, một điều cực kỳ hiếm xảy ra. Vận động viên cao nhất lịch sử khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Murtaza Mezat, 28 tuổi, cao 2m46, là người đàn ông cao thứ 2 trên thế giới còn sống, chỉ chịu thua đúng một người, đó là Sultan Kosen. Ở tuổi 15, Mezat gặp tai nạn nghiêm trọng đối với xe đạp, khiến xương chậu bị gãy. Chân phải của anh kể từ đó dừng phát triển và chân trái hiện giờ dài hơn chân phải tới hơn 15cm. Thế nhưng mọi thứ chưa đi vào ngõ cụt. Huấn luyện viên nhìn thấy tiềm năng nên anh được chọn vào đội tuyển Iran, đội hàng đầu thế giới hiện nay ở môn bóng chuyền ngồi. Các đội tuyển khác cảm thấy rõ bất lợi khi Mezat được phép tranh tài ở Rio 2016. Anh đã ghi 28 điểm, góp công lớn giúp Iran giành huy chương vàng, thắng một cách thuyết phục khi toàn thắng 5 trận và chỉ nhận đúng một set thua. Ở Trung Quốc, Mezat được bình chọn danh hiệu tay đập tốt nhất với tầm với bóng cao nhất đạt 2,3m. Khi di chuyển sinh hoạt hàng ngày, anh phải dùng nạng hoặc xe lăn. Tuy nhiên, lúc ở yên một chỗ, anh vẫn có thể đứng thẳng. Trước khi nổi tiếng thì mọi người nhìn anh với ánh mắt rất chi là kỳ lạ. Còn giờ đây, mỗi khi đi ra ngoài, mọi người lại muốn chụp cùng một bức ảnh với nhà vô địch. Người khổng lồ cao nhất lịch sử nhân loại. Robert Pershing Wadlow, sinh năm 1918, chính là người cao nhất, nhưng vì đã chết nên danh hiệu của ông được truyền lại cho người khác. Cuộc đời của ông không những ngắn ngủi mà còn kết thúc một cách đầy đau buồn. Khi ấy, lúc mới sinh, nặng 3,9kg, không có vẻ gì bất thường. Chỉ ít lâu sau, Robert bắt đầu lớn nhanh ngang cơ thành gióng. Khi 6 tháng tuổi, nặng 13kg, gấp đôi cân nặng thông thường theo lứa tuổi. Ở tuổi lên 5 thì mặc quần áo dành cho thiếu niên 17 tuổi. 3 năm sau, đạt chiều cao 1m87 và nặng gần 90kg. Chiều cao 8 tuổi mà ngang cơ nam thần Lee Min-ho. Khi ông trở thành hướng đạo sinh vào năm 13 tuổi, tất cả đồng phục, túi ngủ và lều trại đều phải đem đi sửa để vừa với kích thước của ông. Đi học hay là đi ăn thì cũng phải có bàn riêng. Tới lúc tốt nghiệp trung học, Robert đã cao tới 2,54m, tiêu thụ lượng calo lớn gấp 5 lần với hội bạn bè. Trong gia đình ai nấy đều bình thường, chỉ có ông là vượt lên. Bức ảnh gia đình có một sự cập kênh không hề nhẹ. Đặc biệt, Robert mất cảm giác ở hai chi dưới. Để đi thẳng nên cần sự trợ giúp của đôi niềng chân. Song chính thiết bị này lại cướp đi mạng sống của chàng trai trẻ. Năm 1940, do vòng niềng quá chặt, chân Robert bị mưng mủ, cuối cùng qua đời khi đang say ngủ. Ông mất ở tuổi 22, lúc ấy nặng 222kg và cao 271cm. Cỗ quan tài 453kg của Robert cần tới 18 người khiêng. Amazon Eve, sở hữu chiều cao 2,03m và được coi là người mẫu cao nhất thế giới hiện nay. Tên thật là Evan, còn Amazon thì quá rõ. Trong thần thoại Hy Lạp, Amazon là chỉ các nữ binh tham gia trận Diro đánh lui quân Ai Cập.
Trong tiếng Anh, Amazon cũng dùng để chỉ các phụ nữ có vóc dáng như đàn ông, thế nên nó auto đính kèm cái tên. Mang dòng máu pha trộn giữa Đức và Hà Lan, cô đã từng học ngành luật nhưng bỏ giữa chừng, sau đó theo đuổi công việc của một huấn luyện viên thể dục và dạy võ cho phụ nữ. Thời tới cản không kịp khi cô được Jewel Weekly mời tham gia chụp hình cho biệt tạp chí của họ, được xếp chụp chung với một cô gái người mẫu thuộc dạng lùn ở Úc với chiều cao 1m62. Khi hai người đứng cạnh nhau, đầu của cô gái nhỏ bé vẫn còn dưới bầu ngực của Amazon EV. Trong một bức ảnh khác, để cho hai người cao bằng nhau, cô đã phải quỳ gối xuống. Những bức ảnh chào đời tạo cảm giác như xem một chú hươu cao cổ đứng cạnh một chú chim cánh cụt. Và điều buồn hơn là từ đó đến giờ vẫn chưa có nhà thiết kế thời trang nào mời Amazon EV tham gia một buổi trình diễn quy mô. Cuối cùng, cô lại quay lại với nghề ban đầu liên quan đến thể hình. Giờ mà đang đi biển gặp cô gái sexy khiến cho đàn ông lẫn phụ nữ phải ngước nhìn theo đúng nghĩa đen thì thế nào các bạn nhở? Chuyện tình của chàng khổng lồ và nàng tí hon. Đó là câu chuyện tình của người đàn ông cao nhất thế giới, Antomani cao 2m39 và cô gái Ginny chỉ cao khoảng 75cm với cánh tay bị xoắn và không có chân. Tomani sinh năm 1912 tại New Jersey, Mỹ, trong một gia đình có 7 người con. Trước khi lên 12 tuổi, cậu đã cao hơn cha mình rất nhiều và đạt chiều cao đến hơn 2m khi trưởng thành. Chàng trai tuyên bố mình cao 2m55 và tự nhận mình là người đàn ông cao nhất thế giới. Tuy nhiên, đại diện sách kỷ lục Guinness Thế giới chỉ công nhận chiều cao thực sự của cậu là 2m39. Trong khi đó, Ginny thì chịu đựng sự lăng mạ về tinh thần trong cuộc đời trước khi gặp và yêu Antomani. Cả hai đã cùng nhau bỏ trốn vào ngày 8 tháng 9 năm 1936 và làm đám cưới cùng ngày. Sau đó họ đi lưu diễn cùng nhau với tư cách là cặp vợ chồng kỳ lạ nhất thế giới. Về sau thì định cư tại Florida. Người dân thị trấn đã quá quen thuộc với hình ảnh chàng cao kèo cõng vợ trên vai hoặc bế trên người. Cũng nhờ tình yêu diệu kỳ đó mà An sống thọ hơn phần lớn những anh chàng khổng lồ khác, cuối cùng kết thúc cuộc đời vào năm 1962 ở tuổi 50. Chà chà, xem đến đây rồi thì bạn thấy ấn tượng với người khổng lồ nào nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới để xem ai là người chiếm spotlight của ngày hôm nay nha. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi video đến giây phút này. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào cũng đừng ngần ngại cho chúng mình biết, chúng mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye! We'll be right back.